Rất nhiều người tò mò rằng vua chúa thường kết hôn từ 14 đến 15 tuổi, có những người vừa mới dậy thì. Vậy ai là người hướng dẫn họ chuyện phòng the? Có một sự thật bất ngờ, người lấy đi đêm đầu tiên của hoàng đế không phải là hoàng hậu hay phi tần. Theo cung quy thời nhà Thanh, trước khi hoàng đế tiến hành đại hôn sẽ tuyển ra 8 cung nữ lớn tuổi hơn hoàng đế, cùng hoàng đế trải nghiệm chuyện giường chiếu, tăng thêm kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết. Tuy vậy, họ vĩnh viễn phải chấp nhận thân phận nô bộc của mình. Nếu có được yêu thích thì cũng chỉ có thể được chuyển lên làm nữ quan, tuyệt nhiên không thể bước chân vào hậu cung. Đa số họ đều rất cam chịu và chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ của mình cho xong mà thôi.